có một số những cái hoạt activities nào đó thì chị sẽ show cho mọi người. Tất cả đều thông cảm được cho đến khi khóa lại tìm đi. Hello everybody. Người, today mình sẽ react to English của các celebrity ở Việt Nam và mình có 8.5 in IELTS, 8.0 in IELTS speaking. Thế nên là my English skill là professional là hả? It's good. You see my English skill is là professional. Just kidding, I'm by no means an expert in English and everything I say today in this video is completely objective. Anyways, I have my iPad right here, so let's react to some English. Ok, người đầu tiên mà mình sẽ react to là chị Chipu. Và đây bây giờ chúng ta sẽ xem cái clip có tên là Chipu Livestream chia sẻ cuộc sống ở Mỹ và nói về những tin đồn. Hello. Ui, thực sự ở lâu lắm rồi mới livestream trên Facebook ấy. Nói là qua đây làm này làm kia nè. Nhưng mà thôi, sự thật thì luôn luôn đơn giản, nhưng mà people make it complicated. Nên là mình cứ enjoy cái moment này. Thực sự ở rất lâu rồi mình mới có cái khoảng thời gian tĩnh lại để mà hít thở nhiều hơn. Throwback lại những gì mà mình đã trải qua. Cái đoạn này mình nghĩ là không phải throwback mà là throwback. 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 Chị sẽ cố gắng sắp xếp để có thể đi được nhiều nơi hơn. Tại vì Mỹ vẫn là kiểu dreamland đối với chị. Thực sự là trong những ngày vừa qua là chị đi nhiều nơi lắm, nhưng mà chị update không kịp với những nơi mà chị đi luôn á. Trời ơi, ghê chưa? Ghê chưa? Mình kiểu tranh thủ mình tận hưởng những cái moment, những cái khoảnh khắc thank you mà kiểu đang diễn ra trước mắt mình, nên là nhiều khi mình cũng quên post luôn. Mình bắt đầu tập trung với một cái nhịp sống nó calm hơn, nó yên bình hơn, chậm hơn, thoải mái hơn. Mình không còn đi vi vu khắp nơi nữa, thì lúc đấy chị sẽ sản xuất nhiều content để update với mọi người. Đúng là ở bên này cái gì nó cũng làm kiểu big size, nên là không ăn hết được là mình phải xin cái box mình mang về. Oh my god, chị rất là thèm món cá luôn. Nhưng mà ở bên này thì chưa tìm được quán món cá nào mà thấy recommend là ngon cả. Được giới thiệu là ngon, được khen là ngon. Nói chung mình nghĩ là như này, nói thêm là cái chuyện rất dễ xảy ra khi mà bạn học một ngôn ngữ khác, hoặc là bạn học nhiều ngôn ngữ cùng một lúc, hoặc là trong môi trường học tập, làm việc bạn thường xuyên phải giao tiếp với người nước ngoài. Mình thì cũng phải tự nhận thỉnh thoảng mình cũng có nói thêm, mình đang học tiếng Anh và tiếng Đức, nhưng mà nói nhiều như thế này thì không. Thậm chí nếu như mà các bạn để ý kỹ ấy, thì người Việt Nam vẫn hay dùng những cái từ ví dụ như là book vé này, chạy deadline, tụt mood, rất là chill, review phim. Và những cái từ ấy nó trở nên rất là bình thường trong cuộc sống hàng ngày. Hoặc là trường hợp thứ hai thì người ta hay chêm những cái từ mà dịch sang tiếng Việt nó không được đúng nghĩa cho lắm. Ví dụ như là cái tip của cái video này này là react to tiếng Anh. Bởi vì là nếu mà mình nói là phản ứng của mình với, hoặc là mình phản ứng hoặc là như thế nào đấy thì nó không được đúng cho lắm. Thế nên là các bạn có thể để ý là rất là nhiều YouTuber người Việt đặt tên là reaction video là vì như thế. Trường hợp thứ ba mình có thể hiểu được là người ta dùng tiếng Anh thay cho những cái từ mà dịch sang tiếng Việt nghĩa nó mạnh quá, nó bậy quá. Ví dụ như kiểu sex này, nympho này, giống như là mình làm trong những cái video của mình ấy. Thành thật mà nói thì trong cái video này mình thấy chị Chipu khá là lạm dụng tiếng Anh bồi, bởi vì những cái từ tiếng Việt này nó rất là thông thường, không cần phải một câu nửa Anh nửa Việt như thế. Kiểu trên tiếng Anh như thế này nó rất là không necessary. Úi dồi ôi, không liên quan, nhưng mà các bạn biết mình nhớ đến ai không? Phải đi đến long distance relationship thì thực sự phải là một cái mối quan hệ rất là serious rồi với em. Em là một người rất sentimental. Nó khiến cho mình cảm thấy rất là sảng khoái và kiểu nó áp bút liền. Không có ngày nào mà mình cảm thấy là mình bị waste time luôn. Tôi thề với các ông luôn ấy. Mình apply, ngày nào mình cũng vỗ cái accent của AT&T lên á. Sau một thời gian mình bắt đầu adapt được rồi này, chị chuẩn bị phải check out. Ờ, chỗ này có một số những cái hoạt activities nào đó thì chị sẽ show cho mọi người. Ôi dồi ôi, nói đến show các hoạt activity thì em không thể nào mà bênh chị được nữa rồi. Tất cả đều thông cảm được cho đến khi nhưng mà đấy là đánh giá của mình cho cái video này thôi. Bởi vì là trong cái video này thì thực sự là mình không thích cái chuyện chị chêm tiếng Anh. Cá nhân thì mình nghĩ là chị không làm thế để khoe mẽ với ai đâu. Kiểu chị vừa sang Mỹ ấy, thì cái môi trường học tập nó có thể ảnh hưởng đôi chút. Và trong cái video này mình thấy là chị cũng là một con người khá là dễ thương, kiểu tâm sự các thứ với fan các kiểu. Thế nên là ok, các bạn có thể góp ý chỉ trích vì chị dùng lẫn lộn tiếng Anh với tiếng Việt,
Nhưng mà khi mà các bạn dùng những cái lời bình luận ác ý, tiêu cực với chị ý rồi là ném đá chị ý kinh quá thì mình nghĩ là không nên, thì không hay cho lắm. Vui chút thôi, chứ mình vẫn muốn đánh giá trình độ tiếng Anh thực tế của chị ý, nên là bây giờ chúng ta sẽ xem video có tên là Trình độ tiếng Anh của Chipu. Hi everyone, I'm Chipu from Vietnam. I'm the main cast in Sister Sister movie. Actually, this movie really challenged me. You know, like before I have like some characters, but it's kind of the young girl with a girly personality. But with this movie, it's like really challenging me. It's like so many faces I have to wear on in this movie. It's like innocence and then after that the sexy. Ngữ pháp có những cái từ chị dùng không hợp ngữ cảnh cho lắm. Ví dụ như là Hi, I'm Chipu from Vietnam, the main cast in Sister Sister movie. Thì cái từ cast nó không kiểu hợp cho lắm. Nhưng mà nói chung là như này, mình sẽ không kiểu khắt khe quá. Mình thấy tiếng Anh của chị rất là ok. Mình hiểu tất cả những cái gì mà chị nói và những cái thông điệp mà chị muốn truyền đạt. Mình nghĩ thế là đủ rồi. Như mình cũng đã nói trong cái video react mà mình làm khoảng 1 năm trước ấy, thì người Việt không nói được tiếng Anh không phải là vấn đề đối với mình. Công nhận là khi mà các bạn biết thêm một ngôn ngữ nữa thì nó là một điều rất là tốt, nó là một điểm cộng. Nhưng mà tiếng Anh ấy nó khác xa với tiếng Việt ở cách phát âm và ngữ pháp. Thế nên là mình thấy là người Việt nói tiếng Anh như chị Chipu là ok rồi. Dù sao thì tiếng Anh nó cũng chỉ là một công cụ giao tiếp thôi. Trước khi mà mình cho các bạn xem clip tiếp theo là các bạn phải hứa là các bạn không được phát video của mình. Hứa đi. Hello everybody. Đây là lần thứ 5 mình xem lại video này rồi bởi vì nó iconic quá. Wake up rất là sớm and about 3 a.m. 3 giờ sáng đó, xong để đi ra airport. Bởi vì chuyến bay của mình là 5 giờ. Sau đó tới một cái thành phố khác, rồi mới nối một chuyến bay khác nữa, tới thành phố khác nữa. Tôi biết rất là scare. Sau đó mình đi trễ, xong rồi bị miss chuyến bay, phải đợi rất là lâu mới có cái chuyến kế tiếp nữa. Đấy không chỉ là tiếng Anh bồi mà là tiếng Việt kiều luôn rồi. Thì nó vừa vượt khỏi trăm người mà nó lại ba cả ngày ông nghe khổ quá mọi người ơi. Phải check in từng người một. Sorry, sometimes mình phải pha cái tiếng Mỹ vô. Bởi vì không có nói chuyện với người Việt nhiều lâu nay rồi, cho nên là có thể quên chút tiếng Việt. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nình như thế này cả. Đi rời khỏi Việt Nam bao lâu rồi ta? 30 năm. Oh, I remember that. Oh, 1 week. Wow. Yes. Yes. Xa Việt Nam một tuần lần đó. Mình phải ghi nhận cái effort nói tiếng Việt của chú Đàm Vĩnh Hưng. Bởi vì mình có khô nó cũng không được. Đây, cái clip này lại làm mình nhớ đến một cái clip rất là huyền thoại nữa. Anh ở Hàn được 1 năm rồi. Mai Huỳnh Thủy Ai. Ồ, tên này khó đọc thế. Ai trong mà. Ôi dồi, đọc comment. Bố nó mà xem được cái này chắc bố nó bảo biết thế ngày xưa tao bắn mẹ ra ngoài. Nói chung mình thấy mình đỉnh cơ, kiểu đi nước 2 năm rồi mà nói tiếng Việt vẫn cứ rõ như người bản xứ là như nào nhỉ. Nhưng mà đùa thì thôi, mình nghĩ là trong video này chú Đàm Vĩnh Hưng chú đang cà ai đấy, chứ không phải là chú nói như thế thật. Đây, nhưng mà mình cũng muốn đánh giá trình độ tiếng Anh thật của chú ấy, nên là mình muốn xem cái clip gọi là đây, top 5 sao Việt nói tiếng Anh tệ nhất. Ác thế, đặt tít ác thế. Nhưng mà mình chỉ tìm thấy mỗi clip này có đoạn đấy thôi nên là mình phải xem. I am Đàm Vĩnh Hưng from Vietnam. I would like to send my warmest greeting to all the audience and colleagues here tonight. And also to all the viewers at home watching KBS. I am very touched and so proud to be chosen as the winner this award. But sorry, because I cannot be there. I am currently on the tour in the USA. Thank you so much for your understanding of my absence. I wish you all an incredible night. Nói chung thì mình thấy chú ấy nói tiếng Anh không quá tệ như cái tip miêu tả. Nhưng mà kiểu mình cảm giác là chú ấy kiểu đọc sẵn kịch bản ấy. Thế nên là nó kiểu khá là bị
gò bó, kiểu một số từ bị cắt đi ấy. Mình cũng đã từng thuyết trình đọc lèo lèo trong giấy với cả học thuộc lòng rồi, nó như này luôn, nó y chang như này luôn, nên là mình biết. Nhưng mà đấy, như mình đã nói, tiếng Anh nó khác xa tiếng Việt rất là nhiều, nên là mình không kỳ vọng chú ấy phải nói lèo lèo như người Anh. Nghe hiểu với nói nào mình hiểu là được rồi, là ok rồi. Và người cuối cùng mình sẽ react to hôm nay là anh Sơn Tùng MTP. Hôm trước mình cũng có xem được một cái clip trên Facebook bảo là sếp cũng chêm tiếng Anh với tiếng Việt. Cái khám phá, một cái challenge cho chính bản thân tớ. Thực ra trước khi release là bản thân tớ cũng đã xác định rằng đây là một ca khúc khó nghe. Rất thích nghe nhạc US UK, right? Làm cái gì bạn thích? Do whatever you want. Ra ngoài mua một cái ticket, tớ không bao giờ tớ nghĩ rằng tớ sẽ khóc vào những cái moment như thế. Đây nha, nói không phải là bênh nhưng mình đã xem toàn bộ cái clip phỏng vấn đấy của sếp rồi và nó rất là bình thường. Chỉ có một chút là như thế thôi chứ toàn bộ cái clip đấy rất là dài. Thì sếp nói chuyện rất là bình thường chứ không có chêm liên tục, bình thường thôi. Thiếu trước anh Sơn Tùng cũng bị bóc mấy cái kiểu gọi là sai ngữ pháp trên Insta này, rồi là phát âm sai. Nhưng mà các bạn biết gì không, mình thấy rất là đáng học tập ấy, bởi vì là sếp kiểu không lên tiếng, không có thanh minh mà cứ âm thầm cải thiện tiếng Anh thôi. Và bây giờ mình thấy là tiếng Anh của sếp rất là ok luôn nhá. Đây, bây giờ mình sẽ xem clip tên là Viral Fest Asia 2017 Shout out Sơn Tùng MTP Country Headliner. Hello Bangkok, I'm Sơn Tùng MTP. I'm from Vietnam. It's going to be super exciting. I'll be performing at Viral Fest Asia 2017. It's gonna be so much fun. See you soon and goodbye. Okay, I'm really happy. Cool. So do you know where I am? Can you see? This is Gucci. And this is also my favorite brand. And can you see my clothes today? Do you like it? Pick do it. You like it? Yes, I do. Pick yes. the bag. Okay. Hello Bangkok. I'm Sơn Tùng MTP, I'm from Vietnam. I'm so happy to be here tonight. I have been here so many times before, but this is the first time I perform here. Thailand is so beautiful. And Thai people are so friendly and kind. And I hope we can be on fire tonight. Trong những cái clip này mình thấy anh ấy nói những cái câu khá là ngắn gọn, đơn giản thôi, nhưng mà với một thái độ cực kỳ tự tin. Và đây là một điểm cộng, cái này cũng rất là đáng học tập. Và nói chung là ngữ pháp, cấu trúc câu mình thấy rất là ok. Sau khi quay xong video này thì mình có tìm được một cái clip có tên là Sơn Tùng MTP nói tiếng Anh như gió với ông chùm truyền thông Thái Lan Woody. Và đây là một đoạn trong đó. Hello, nice to meet you. Woody, nice to meet you. You have my name on the board. That is so cool. Yeah. I'm gonna, you know, if you come to Bangkok, I'm gonna put your name on the building. Really? MTP on the whole building. Oh my god, thank you so much. Yeah. So are you kidding or you are serious? I am serious. Really? You're only 23, right? No, I'm 25 already. Well, you look 23 still. Oh, really? Yeah. But I think I'm 18. Do you have an old team to MTP? Nah, I want to do it by myself. MTP is managing his own Facebook. I want to control my images. Okay. Before I'm not releasing, because I want to bring the most beautiful pictures to the audience. Thank you so much. Thank you so much for having us. You know, it was an honor for me to be here, and also I'm glad I have a friend in you. So happy to meet you. So hopefully we will meet again in Bangkok. Yes, we will. Đây có lẽ là cái clip mà nhìn vào mọi người có thể đánh giá rõ nhất khả năng nói tiếng Anh của sếp, vì một cuộc hội thoại tự nhiên đang diễn ra. Mình thì mình đánh giá cao khả năng giao tiếp tiếng Anh của sếp, từ sự tự tin đến phát âm, từ nào rõ từ đấy. Có hai lỗi nhỏ là but I think I'm 18 và hopefully we will meet in Bangkok. Nhưng mà đến cả những người giỏi tiếng Anh giữa một cuộc nói chuyện vẫn có thể nhầm những cái chỗ như thế, bởi vì là nói khó hơn viết rất là nhiều. Trong ba người thì mình thấy anh Sơn Tùng nói tiếng Anh trôi nhất, chị Chi Phụng có một số từ đọc sai như kiểu challenge, innocent. Nhưng mà nhìn chung mình thấy chị nói tiếng Anh khá là tốt. Chú Đàm Vĩnh Hưng cũng đọc sai một số từ như kiểu so much, wish, incredible. Nhưng mà mình thì mình hiểu hết, và đó mới là cái quan trọng khi bạn học hoặc sử dụng một ngôn ngữ không phải tiếng mẹ đẻ. Và đó là video ngày hôm nay. Mình làm cái video này cho vui thôi chứ mình không phải là chuyên gia, mình không có quyền đánh giá tiếng Anh của ai cả. Nhưng mà đấy, tóm lại thì tiếng Anh của chị Chi Pu hay là chú Đàm Vĩnh Hưng hay là anh Sơn Tùng MTP thì không ai nói là tệ cả. Ai nói mình cũng hiểu là người ta đang nói gì. Mình thì chỉ bị cái chỗ là mình không thích chêm tiếng Anh bồi liên tục thôi. Kiểu chêm một tí thôi là mình ok, mình rất là thoải mái, thế nào cũng được. Nhưng mà kiểu cứ liên tục như thế thì cũng hơi ấy thật. Clip này cũng chỉ mang tính giải trí thôi, mình không có ghét ai trên clip cả. Thế nên là mọi người cũng chill và xem clip kiểu vui vẻ thôi. Vui vẻ là chính. Thế đó, hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau. Bye. I miss you, I love you. Mọi người đừng trêu chi nữa. Mọi người trêu chi nhiều quá à. Mọi người yêu chi đi.